Câu chuyện của Băm trong mùa Covid-19. Vào một ngày đẹp trời, bỗng nghe một căn bệnh lạ. Được biết căn bệnh này là virus corona. Thời gian này khi nghe buôn trưởng thông báo lên loa là tất cả mọi người trong buôn sẽ phải cách ly tại nhà, hạn chế ra ngoài, trừ đi làm rẫy hay đi ra bệnh viện. Bản thân tôi và gia đình có sự lo lắng vì không biết khi nào mới hết cách ly. Thời gian này tôi phải làm gì kiếm tiền mua thức ăn. Trong đầu tôi suy nghĩ rất nhiều. Xong ngày qua ngày tôi cảm thấy ổn hơn. Ngày nào tôi cũng ra đồng ruộng làm cỏ, lấy nước ruộng. Thời gian đấy đang là mùa gặt lúa nên tôi đi đổi công với mọi người để có công cây gặt lúa. Thường thì hai vợ chồng tôi hàng ngày rất bận rộn vì chủ yếu vợ chồng làm thuê. Nhưng thời gian đấy do dịch nên chúng tôi dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Như tôi thì nấu ăn cho cả nhà, chồng tôi cũng phụ việc trong nhà như lau nhà và rửa chén. Một ngày nọ, khi nghe cán bộ gọi mọi người làm cỏ thì chúng tôi cũng tham gia với mọi người. Cũng do dịch nên tháng này số người ra quân ít hơn các tháng trước. Chị làm bên thanh niên của buôn có gọi và hỏi tôi là hôm nay em làm gì hay đi đâu không. Tôi trả lời chị ấy, dạ em ở nhà. Thế là chị ấy rủ tôi đi phát khẩu trang cho mọi người thuộc diện nghèo. Và bản thân tôi được chị ấy tặng ít khẩu trang để đeo mỗi ngày. Bản thân tôi cảm thấy vui vì được giúp chị ấy, tự dặn lòng phải vượt qua thời gian này. Vì nhà cũng nghèo, không có tivi để coi thời sự nên thường thì tôi xem tin tức trên điện thoại. Tuy nhiên, trên mạng có nhiều thông tin không chính xác nên tôi cũng lựa tin đáng, tin cậy để đọc. Hàng ngày phải suy nghĩ làm công việc gì để có tiền mua thức ăn và rất nhiều câu hỏi khác. Tôi rất may mắn vì tình cờ đi ngang qua đường của một ông chú mua ốc và cua. Sau đó, tôi rủ chồng tôi đi xuống ruộng bắt ốc và cua. Cứ như vậy, mỗi buổi chiều, vợ chồng tôi lại đi bắt ốc về bán để lấy tiền mua thức ăn. Ngày trôi qua, mọi người truyền qua nhau câu, hết thời gian cách ly rồi. Thật sự trong người tôi cảm thấy phấn khởi, tinh thần vui mừng. Tự nói với bản thân là cuối cùng ngày tồi tệ cũng đã qua. Thật hạnh phúc vì bản thân và gia đình ai cũng khỏe mạnh và không ai bị nhiễm trong thời gian qua. Từ đó, không khí rộn ràng hẳn lên.